Okay, Google, open dining room curtains. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cả Dinology. Và như các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ không trêu các bạn nữa. Và hôm nay chính thức đây chính là room tours của mình, house tour của mình. Và đây là một công trình mà mình đã mất gần một năm trời để hoàn thành. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ với nhau. Và chào mừng mọi người đến với nhà của mình. Nếu mà các bạn theo dõi mình một cách gọi là chi tiết nhất ấy, thì các bạn biết rằng là căn nhà này đã tốn của mình không biết bao nhiêu tâm sức. Và mình ban đầu ấy, thì mình chỉ định làm nhà trong vòng 3 tháng. Sau cuối cùng nó kéo dài đến nửa năm, cộng với thời gian thiết kế khoảng 4 tháng là 10 tháng, thời gian mua nhà khoảng 2 tháng nữa. Nói chung là mình mất gần đến 1 năm rồi. Đến bây giờ là chuẩn bị sinh nhật mình. Thời điểm các bạn xem video thì đã qua sinh nhật mình. Và năm ngoái mình nhớ là mình quyết định mua nhà là sau sinh nhật mình một tuần. Nói chung là coi như một năm đi thì chúng ta có một cái house tour kể từ cái thời điểm mà mình quyết định mua nhà cho tới khi mà thời điểm mà mình làm house tour cho các bạn là một năm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan căn nhà của mình nhé. Căn nhà của mình ấy thì được thiết kế theo phong cách gọi là Wabi Sabi. Có nghĩa rằng là tất cả những cái chi tiết ở trong nhà của mình thì đều được thiết kế để làm sao mà nó tôn lên cái vẻ đẹp mộc mạc của vật liệu, cũng như làm sao cho nó mang cái cảm giác chill và zen nhất ở trong nhà. Và các bạn có thể thấy nhà mình thì thật sự là một nơi rất là relax. Và nói cho các bạn biết một tin là mình về đây được khoảng gần một tháng nhưng mà mình vẫn còn rất là buồn ngủ trong căn nhà mới này. Có nghĩa rằng là ngày nào mình cũng ngủ đến tận mười mấy tiếng ấy, mặc dù bình thường mình không có ngủ nhiều như thế. Bởi vì không gian trong căn nhà mình luôn luôn cố gắng mang cái cảm giác làm sao mà relax nhất có thể. Bởi vì mình đã từng sống ở một căn nhà mà nó kết hợp cả văn phòng lẫn nơi ở. Nên là căn nhà này mình muốn là một nơi thật sự của mình, một cái ổ của mình để mình thật sự nghỉ ngơi. Và hiện tại thì các bạn đang đứng ở trong phòng khách của mình. Đây là phòng khách của mình thì các bạn có thể thấy đây là một cái phòng khách mà mình ao ước từ rất lâu. Mình muốn làm một cái phòng khách thật là rộng, thật là bự. Bởi vì các bạn biết rằng mình rất thích tiếp khách đúng không? Và ở phòng khách này của mình ấy thì mình chưa thử tối đa công suất của nó, nhưng mà mình ước tính dự kiến là phòng khách này sẽ tiếp khách được khoảng mười mấy cho tới tận 20 người thì vẫn có thể có khả năng được. Và đây là bộ sofa của mình. Yeah! Đây các bạn có thể thấy sofa của mình làm rất là xôi thịt theo đúng cái phong cách của mình. Bởi vì mình muốn làm sofa lớn nhất có thể để có nhiều người có thể ngồi ở trên, nằm ở trên sofa này. Và các bạn có thể thấy cái phần sofa này này, mỗi cái miếng ô vuông này nó có kích thước là 1m4 x 1m4. Nên là cái phần này nó sẽ rơi vào 2m8 x 1m4. Mà giường thông thường ấy mọi người là 1m4 2m đúng không? Thì đây cái này phải to như một cái giường. Và cái chỗ này là cái chỗ yêu thích của mình khi mà mình nằm ở đây xem phim. Và nếu mà có một hai người bạn của mình nữa nằm ở đây, trời đất ơi, nằm với bạn bè mình và xem phim thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Còn cái chỗ nhỏ nhỏ này này là để cho khách, gọi là khách mọi người nghiêm túc ngồi thẳng lưng hơn một tí, trải dài ra như thế này rồi. Và các bạn biết không, toàn bộ sofa của mình đều đến từ một hãng của Đan Mạch là Wendelbo. Và ở trong này thì đều được nhồi lông vũ, có nghĩa là từ những cái lông vũ già thì nó rất phù hợp để cho các bạn có thể có một cái bộ sofa nó bồng bềnh như thế này. Và các bạn có thể thấy là sofa của mình ấy thì nó sẽ hay bị tụt, mất form như này. Bởi vì sao? Bởi vì là mình có hai lựa chọn. Nếu mà là sofa mà mình muốn cho nó luôn luôn đẹp như ở sảnh khách sạn, như ở resort ấy, thì mình đã chọn một cái vật liệu là mút để nhồi. Tuy nhiên là với sofa ở nhà mình thì mình muốn nằm nó thoải mái hơn, nên mình chọn cái vật liệu là nhồi bằng lông vũ. Nên là nó rất hay bị bẹp, nên là cái việc chăm sóc sofa này trước khi ngồi là mình lúc nào cũng phải vỗ cho nó dựng lên. Nhưng mà nó rất là khác. Mình còn có một cái sofa nữa, chất liệu vải y hệt nhưng mà nhồi bằng mút. Mình sẽ cho các bạn xem là nó khác như thế nào khi mà mình xem ở phòng khác. Tổng quan phòng khách mình rất muốn cho các bạn xem thì đấy, bên bạn hướng này. Đó, bạn thấy đấy, đây là phòng khách của mình.
Ở bên này thì mình muốn làm một cái kệ để đồ trang trí tất cả những cái đồ souvenir của mình, nút bạc này và nến này, cây này thì mình sẽ để ở đây. Ui, đó. Và nếu mà buổi tối ấy, thì mình sẽ nhờ hàng bạn là nó thắp đèn lên nó sẽ như này. Mình cố gắng là làm đèn lúc nào cũng có 3 hướng, 1, 2 cái ngang, 1 cái dọc này. Thì nó sẽ tạo ra giống như là cái ring light. Nếu mà các bạn hay xem TikTok ấy, thì nó sẽ quầng thành một cái vầng sáng tròn như thế này. Vào buổi tối hiệu ứng rất là đẹp. Và mình hứa với các bạn là mình sẽ có một cái house tour nữa. Riêng Dino thì sẽ làm 2 cái house tour. Một cái house tour vào ban ngày, bởi vì bây giờ chúng ta đang ở buổi sáng, ánh sáng ban ngày mình rất là thích. Nhưng khi mà vào buổi tối thì có rất là nhiều điều mình muốn cho các bạn xem nữa. Và mình nghĩ rằng mình nên có một cái house tour buổi tối, vì mình tốn rất là nhiều tâm sức vào đèn đóm ở nhà này. Và đây là TV. Hiện tại thì mình đang sử dụng TV OLED của LG. Thật sự là từ khi mình sử dụng TV OLED của LG thì mình mới biết chất lượng của TV, chất lượng cao nó là như thế nào. Và cả dàn loa nữa. Nói chung là mình rất là tập trung vào thiết bị giải trí ở trong nhà. Và tất cả những cái thông tin chi tiết về TV và loa thì mình sẽ có một video riêng, các bạn nhớ theo dõi trong thời gian tới. Và đây, đây là một bức tranh mình mua của họa sĩ Liêm. Mình sưu tầm của họa sĩ Liêm và các bạn có thể thấy đây là một bức tranh gọi là bức tranh thật, có nghĩa là bức tranh original, bức tranh gốc do họa sĩ vẽ ra. Và mình thì khi mà mình về nhà, mình có điều kiện, mình có nhà riêng của mình ấy, thì mình sẽ cố gắng sưu tập những bức tác phẩm nghệ thuật mà gọi là tác phẩm nghệ thuật gốc. Và chia sẻ với các bạn một chút là hiện tại nhà mình ấy, thì nếu mà để nói là đầy đủ đồ thì chưa có đầy đủ đồ đâu. Nhưng mà mình vẫn sẽ làm house tour để báo cáo cho các bạn. Nhưng mà sau này ấy, thì mình sẽ mua rất là nhiều đồ nữa. Bởi vì với mình ấy, thì là căn nhà nó sẽ phải lớn lên cùng với chủ nhân. Mình sẽ không bao giờ mình dồn một lúc mình mua hết tất cả những cái đồ để cho đủ đồ ở trong nhà cả. Bởi vì như vậy ấy, thì nhà của mình sẽ rất là giống nhà mẫu. Cái đó là điều mình không muốn. Mình muốn mọi món đồ của mình, như là đồ ở đây chẳng hạn, nó đều có lịch sử và kỷ niệm của nó. Đây, tranh, đây là ảnh của anh chị này, Giang này, và ảnh với mẹ mình này. Đây là những món đồ mình mua ở Nhật này. Mình muốn là khi mà vào nhà của mình ấy, mình giới thiệu cho khách hay cho các bạn nữa, thì mình sẽ có câu chuyện với từng món đồ một, là mình mua ở đâu, mình làm như thế nào. Đó là cái điều mình muốn. Nên là các bạn xem house tour mà các bạn thấy thiếu một chút đồ gì đấy thì các bạn hãy thông cảm cho mình, vì thực ra là mình chưa chọn được. Và ví dụ như ở đây, mình chưa chọn được một chiếc bàn cà phê cho cái sofa này. Nhưng mà mình nghĩ trong tương lai thì mình sẽ chọn một cái bàn cà phê nó điệu điệu một tí. Nhưng mà mình vẫn chưa chọn ra là nó như thế nào. Và dưới này thì sẽ phải có thảm, đúng không? Ok, và bây giờ thì các bạn có thể thấy đây là một cái armchair mình rất là thích. Mình đã up lên Instagram rất là nhiều. Mặc dù mình thừa nhận với các bạn rằng là ngồi nó không phải là cái armchair ngồi thoải mái, bởi vì cái lưng của nó hơi ngắn. Tuy nhiên là đây là một cái armchair mà mình cực kỳ mê, bởi vì cái hình dáng của nó rất giống quả đào. Và cái vải ở đây này, cái vải này là cái vải mà mình đấu tranh dữ dội để có thể sử dụng cái vải này ở trong nhà của mình. Đây gọi là vải cắt đồ. Đây là cái vải mà đang mốt nhất năm nay. Mình mua cái sofa này cũng ở Wendelbo thôi. Thì các bạn nhìn thấy là cái vải này nó như là cái khăn tắm ấy, nhưng mà nó dày hơn. Nhưng mà vải này rất là dễ bám bẩn nên là cực kỳ cân nhắc nếu mà các bạn muốn sử dụng vải này trong nhà. Nhưng mà mình đảm bảo các bạn là nó rất là đẹp và thời thượng. Ở bên cạnh đây là cây liệu dễ thương của mình. Và các bạn có thể nhìn thấy ở ngay phòng khách của mình ấy, thì có một cái ban công rất là lớn. Đây có thể nói là khu vườn của mình, khu vườn mini của mình. Và thật sự là khi mà mình chuyển lên penthouse ở thì mình có một cái điểm là ở buổi sáng nó rất là nắng, nên toàn bộ kính trong nhà mình thì cũng đã được dán phim cách nhiệt và nó giảm được rất là nhiều. Nói chung là những cái chi tiết về này thì mình sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta cứ đi tour đã nhé. Đây là ban công của mình các bạn ơi. Mình nghĩ là hơi ngược nắng đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ ra đây để ngắm nghía cùng mình một chút. Đây là ban công của mình. Thực sự là cái vườn của mình chưa muốn khoe đâu, bởi vì hiện tại nó còn rất là ít cây. Nhưng mà mua cây nó cũng như mua đồ các bạn. Mình phải tìm được những cái cây rất là ưng ý. Nên là hiện tại thì mình mới mua được một vài cây như thế này thôi. Cây đa này, cây thủy tiên này. Cây này mình quên mất tên rồi này, nhưng mà lá của nó rất là đặc biệt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại đằng sau này, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là một hệ thống mà mình rất là tự hào. Phía trên thì có điều hòa. Điều hòa nhà mình thì sử dụng điều hòa tổng nối ống gió. Nên là toàn bộ nhà mình chỉ có 2 cục nóng điều hòa này thôi. Sử dụng công nghệ rất là tân tiến. Chỉ vì có 2 cục nóng mà cho một căn nhà khoảng 230 mấy mét vuông. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Trước kia mình ở nhà 90 mét vuông, 2 cái cục nóng của mình đã to gần bằng này rồi. Nhưng mà bây giờ nó đã như vậy. Và có một điểm đặc biệt mà mình muốn khoe các bạn, là mình rất là tự hào ở trong cái tủ này. Các bạn biết là gì không? Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây,
đây là điều mà khiến cho mình rất là hài lòng khi mà mình chuyển đến căn nhà này ở. Đây là hệ thống lọc nước của nhà mình. Có nghĩa rằng là toàn bộ nước đi vào nhà, đi đến tất cả mọi chỗ để sử dụng đều được lọc nước thông qua hệ thống này. Và mình đang sử dụng hệ thống của A.O. Smith. Đây là hệ thống lọc nước tổng tối tân nhất, cao cấp nhất của A.O. Smith. Nó có tác dụng là làm tinh khiết nước để chúng ta sử dụng, và nó có tác dụng làm mềm nước để chúng ta sử dụng. Dĩ nhiên là về hệ thống lọc nước mình sẽ làm thêm một video, nhưng mà các bạn có thể hiểu đơn giản trong video này rằng là toàn bộ nước trong nhà mình, dù là nước gì đi chăng nữa thì đều được lọc, và nó khiến cho mình ấy có một cuộc sống tiện nghi hơn rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa ấy thì mình phải mua muối để làm mềm nước máy rửa bát, nhưng bây giờ thì mình không cần mua muối để làm mềm nước máy rửa bát nữa. Và ngày xưa ấy thì khi mà mình gội đầu hay giặt khăn ấy, lúc nào tóc của mình cũng cứng bởi vì là nước nó có nhiều vôi, hoặc là giặt khăn tắm thì nước nó bị cứng lại. Nhưng mà từ khi mà mình sử dụng hệ thống lọc nước này của A.O. Smith ấy, khăn tắm nhà mình mềm như chưa bao giờ được mềm, nó mềm như lúc các bạn mới mua từ ngoài hàng về. Đó là một cái điểm rất là tuyệt vời. Và bên này thì mình có một cái hệ thống khác, đây là hệ thống nước nóng tổng. Có nghĩa rằng toàn bộ nước nóng thì sẽ được đi qua cái máy này, cũng của A.O. Smith luôn. Thật sự A.O. Smith là một cái nhãn mình tin dùng được khoảng 3-4 năm nay rồi. Từ hồi ở nhà cũ mình mua cái máy lọc nước nhỏ ấy, nhưng mà bây giờ thì mình đã sử dụng máy nước nóng, máy lọc nước tổng và những máy lọc nước nhỏ trong nhà, và chất lượng cực kỳ tuyệt vời. Và mình sử dụng cái bình nước nóng này với công suất là 180 lít nước nóng, nhưng mà điện thì cực kỳ tiết kiệm ấy. Tháng vừa rồi mình so sánh ấy, thì so với cả cái bình nước mà khoảng 80 lít ở nhà cũ mình xài ấy, thì điện nó chỉ hơn khoảng 50% thôi. Nói chung là hiệu quả sử dụng năng lượng của cái máy này cực kỳ tuyệt vời, bởi vì nó là máy heat pump, nó sử dụng công nghệ heat pump rất là tuyệt. Nhưng mà nói chung ấy là nói để đi kỹ về hệ thống nước ấy, thì mình sẽ phải làm một video cơ. Ok, chúng ta đi vào đây, đi tour tiếp nào. Mình sẽ đóng cửa lại cho bớt nóng các bạn ạ. Nóng thật, buổi sáng ở đây rất là nóng. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến khu này. Khu này là khu mà mình dùng để gọi là tiếp khách đi vào. Cũng đặc biệt, không có gì đặc biệt lắm. Thực ra cũng hơi đặc biệt một tí. Nói chung ở đây mình sẽ có một cái gương này. Nói chung ấy là trước khi ra khỏi nhà, bao giờ quan điểm của mình cũng sẽ là phải soi gương. Và khách của mình trước khi ra khỏi nhà thì cũng phải chỉnh trang lại ngoại hình, quần áo, đúng không? Nên là ở đây sẽ có một cái gương. Ở đây là một cái ghế mà mình sử dụng để đi giày. Thì ở dưới này ấy, mình biết có một đặc điểm ấy là dù chúng ta có tủ giày, nhưng mà chúng ta luôn lười khi đi về nhà tháo dép ra cho vào tủ giày, đúng không? Nên là mình làm một cái phần mà mình có thể đá được cái dép này vào, và nó cũng đi với liền lạc với cả thiết kế của cái nhà đó. Và mình rất là tiện, bởi vì tính mình lười lắm, mỗi lần mình đi về mà mình có dép ấy, mình sẽ đá như này. Đấy, mình đá, mình nhét nó vào đây luôn, chứ mình không muốn là nhấc lên xong cất đi. Dĩ nhiên là khi nào đôi giày nó quan trọng thì mình sẽ nhấc lên và cất đi. Còn đây là một cái tủ giày của mình mà mình rất là tự hào, bởi vì nó là DIY. Ở dưới này ấy, đây là dàn đèn LED UVC. Dàn đèn LED UVC này ấy, thì mình mua ở đâu ấy, thì mình sẽ để trong cái comment ở phía dưới để cho các bạn xem. Nói chung là mình rất là khó khăn để mua, vì ở Việt Nam hầu như chỉ có một đơn vị duy nhất cung cấp đèn LED UVC. UVC là cái LED mà nó dùng để diệt khuẩn, nó tiết kiệm năng lượng rất là nhiều so với cả đèn thủy ngân. Và mình dùng cái này và mình đặt timer ở trong nhà thông minh ấy, có nghĩa rằng là một ngày nó sẽ chiếu vào khoảng 10-20 phút gì đấy, để làm sao để nó diệt khuẩn giày của mình. Có nghĩa là giày của mình mà đi có hơi ẩm một tí, ra mồ hôi một tí hay là đi mưa một tí vào đây nó cũng không hề có mùi, bởi vì mỗi ngày nó đều được chiếu đèn UV để diệt khuẩn bên trong giày, rất là tuyệt. Đây là một trong những phát kiến của mình tự nghĩ ra nhá, và mình yêu cầu các anh làm, và mình rất thích cái idea này. Ở trên này thì mình hiện tại thì mình chưa có gì nhiều, bởi vì đáng ra là mình sẽ chuyển toàn bộ giày của mình về đây, nhưng mà hiện tại thì giày của mình vẫn còn ở nhà cũ chưa về hết, nên là hiện tại thì cái ngăn này mình đang để những cái đồ như là khẩu trang hay gì đó. Còn đây thì các bạn thể thấy cây. Mình thì mình thích có một cái kệ đằng sau lưng sofa để ai đang uống nước ấy, thì không phải chồm về phía dưới mà có thể để ly nước ở đây. Đấy, để ly nước ở đây. Và các bạn có thể thấy một trong những cái yếu tố mà mình muốn khoe với các bạn đó chính là cái sàn. Thì các bạn đã xem cái video mình làm lại sàn này, đúng không? Đấy, bây giờ các bạn thấy sàn mới nhìn ok la không? Đấy, một cái sàn mảng lớn mình rải đá ở đây. Các bạn có thể thấy xem đây. Đá dĩ nhiên là mình rải thủ công ấy, thì là chỗ nó nhiều đá, chỗ nó ít đá. Bởi vì sao? Bởi vì nó phụ thuộc hết vào tay của mình, mình cảm giác nó như thế nào. Nhưng mà nói chung là nó sẽ không phải là một cái thứ đều đặn như là gạch, nhưng mà mình tự hào bởi vì mình góp phần, một phần không nhỏ để tạo nên cái sàn này.
Còn ở đây là khu vực dưới cầu thang. Ở đây thì mình đặt một cái đèn. Đây là một cái đèn mà mình rất là ưng. Mình mua được. Các bạn có thể thấy đấy. Và buổi tối thì mình sẽ bật đèn lên. Ở đây thì mình sẽ ngồi. Nói chung là khách mà đi đến ấy thì sẽ có hai chỗ để ngồi để đi giày. Và đây là một trong những cái chỗ khá là đẹp, một góc khá là đẹp bởi vì mình thích cái thang, mình thích cái ghế. Ok. Và bây giờ đi qua đến khu vực mà vừa nãy thì mình đã biểu diễn cho các bạn là xem là mở rèm bằng nhà thông minh nó như thế nào. Thì đây là khu vực thông tầng và mình sử dụng làm phòng ăn. Khu vực này thì mình muốn tạo ra cái cảm giác nó là một cái khu đẹp nhất ở trong nhà. Và nó có một cái cảm giác nó giống hơi giống co-working space. Bởi vì là mình ở trong nhà ấy thì mình muốn là không gian của nhà mình là mở, chứ mình không muốn chia ra làm quá nhiều phòng. Và nếu mà khi mà chia làm quá nhiều phòng ấy thì nó sẽ đóng lại. Và ở đây ấy, thì sẽ là cái khu vực mà mình có thể ngồi làm việc, có thể ngồi ăn, nhân viên, rồi tất cả những đối tác của mình nếu mà muốn đến nhà mình làm việc thì có thể ngồi đây. Nó giống như là các bạn đang ngồi ở co-working space đúng không? Ở dưới tán cây này, thật là tuyệt vời. Bởi vì cây này cũng là một cái cây mà mình chọn cho mình khá là ưng ý. Đây là cây hồng phụng. Các bạn có thể thấy cây nó đã, lúc mà mình mua thì nó đã cao khoảng 3 mét rồi. Nên trong thời gian tới thì mình hy vọng mình sẽ chăm cho nó cao lên một xíu, tán nó dày lên một xíu và nó có hoa nở ra nữa. Thì ở chỗ này tuyệt vời. Và đây là một cái bàn. Cái bàn này thì mình làm theo concept là giống cái hạt đậu. Và mình sẽ cố gắng cho các bạn xem từ view từ trên nữa. Các bạn có thể nhìn thấy bàn này nó rất là cong. Và mình thừa nhận một điểm rằng là đây không phải là một cái bàn tốt nhất để các bạn có thể ngồi ăn cơm với mọi người. Vì khi mà bàn cong ấy thì các bạn sẽ, mỗi người ngồi ở đây này sẽ hơi bị khó để có thể định hướng. Tuy nhiên là vì mình thích nên là mình hy sinh một chút về tính năng ở đây để có thể có một cái bàn nó đẹp và ấn tượng hơn. Và có một cái chỗ mình rất là thích, đó chính là mình luôn luôn ngồi ở góc này. Vì sao các bạn biết không? Vì tất cả khách đến ấy sẽ luôn luôn nhìn về phía mình. Bởi vì mình ở tận tâm như thế này. Nói chung là mình biết đây là một cái sở thích nó quái đản, nhưng mà mình thích nói chuyện với tất cả các khách nên mình ngồi vào cái hõm này mình rất là thích. Và thông thường ấy thì nhà mình ấy thì có khoảng 6 đến 6 người ăn ấy thì mọi người hay ngồi về một nửa phía bên này. Còn một nửa phía bên này thì không được sử dụng. Và mình cũng tính rồi, cái bàn này đáng ra ban đầu ấy là mình làm cho khoảng 10-12 người. Nhưng mà nếu mà có quá đông người ấy thì mình sẽ làm tiệc đứng. Và cái bàn này làm tiệc đứng thì cực kỳ tuyệt vời. Và đó, có rất nhiều điểm đúng không? Và các bạn thể thấy ở đây thì mình để loa. Nói chung là mình làm một cái hệ thống ở trong nhà mình ấy là hệ thống loa multi-room. Có nghĩa là đi đến đâu ấy thì nhạc nó cũng sẽ phát ra ở đấy. Và đây là một trong những cái thành phần của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào bên trong này. Đây, ở góc này các bạn có thể thấy là hiện tại thì mình đang để một cái cây. Và mình sẽ cố gắng cho các bạn xem cái toàn cảnh bếp nhá. Đây, các bạn thấy không? Đây là bếp. Bếp của mình có một cái cổng vò rất là lớn. Và nó có một cái hiệu ứng cực kỳ đặc biệt vào buổi tối. Nếu mà ở ngoài tắt đèn hết ấy, ở trong bếp bật lên ấy thì nó giống như đây là một cái sân khấu. Bởi vì các bạn nhìn vào đây nó giống cái cổng vòm đúng không? Nếu mà nó có một cái rèm nữa thì nó y hệt một cái sân khấu. Và mình thích điều đấy. Và mình đã nói các bạn rồi, các bạn phải xem nhà mình vào buổi tối nữa. Các bạn sẽ thấy một cái điểm đặc biệt. Trời đất ơi, hôm nay mình dậy từ 6 giờ để mình quay mà trời này tự dưng mây nó bay qua, thế là tắt nắng luôn. Và đây là một cái phòng mà mình rất là thích. Và mình học cái từ này ở trong cái house tour của Kendall Jenner. Đây là powder room. Tại sao người ta gọi là powder room mà người ta không gọi là bathroom hay là toilet? Bathroom là phòng tắm đúng không? Toilet là chỗ để đi vệ sinh. Nhưng người ta gọi là powder room là cái nơi mà người ta dành cho khách khi mà tới để người ta chỉnh trang powder, nghĩa là dặm phấn các thứ nếu mà con gái đúng không? Còn ở đây thì mình sử dụng cái powder room này bởi vì các bạn thấy là ở đây mình sử dụng một cái cửa không có bản lề. Tất cả bản lề đều được ẩn. Và cái cách đi vào nó cũng rất là đặc biệt. Thì khi mà các bạn vào toilet thì các bạn sẽ đẩy. Đó. Đây là toilet của mình. Và các bạn để thấy ở trong này ấy, thì mình có một cái gương. Gương này thì mình cố gắng làm cho một cái hình dạng nó tương đồng với cả cái bàn ăn của mình. Một cái hình dạng hơi méo mó một tí, hơi khó đoán một tí. Và đằng sau thì mình sẽ để đèn led. Để khi mà đấy thì sẽ nhìn được cái mặt mình nó sẽ rõ ràng hơn. Và ở đây thì mình sử dụng gạch. Gạch này gọi là gạch jati. Gạch jati thành gạch thẻ theo dạng KitKat. Ở đây ấy, đáng ra là mình đã về một cái máy sấy tay của Dyson. Nhưng mà mình chưa có thời gian lắp. Nhưng mà khi nào mình lắp ấy, thì mình sẽ khoe các bạn. Và ở nói chung mình rất là hiếu khách. Chỗ nào mà khách dùng ấy, thì mình cũng cố gắng chọn những cái đồ thật là tuyệt vời. Đây là toilet thông minh.
toilet thông minh mình sử dụng ở hai chỗ thôi, phòng của mình và phòng này. Đấy, khi mà các bạn ấn thì nó có thể xả nước, nó có thể xịt rửa, nó có thể sấy, nó có thể sưởi ấm cái chỗ ngồi này. Nói chung là mình rất thích đồ thông minh và đây là một trong những cái mà mình yêu thích. Quay trở lại căn bếp của mình, vừa nãy giới thiệu bếp nhưng mà bây giờ lại đây, đầu tiên chào đón vào bếp đó chính là cái thùng rác mà mình hiệu khoe mãi, thùng rác tự động của Simple Human. Nhưng đây mới chỉ là cái sự bắt đầu của một căn bếp hiện đại thôi. Toàn bộ trong căn bếp của mình đều được sử dụng phụ kiện bản lề đến từ Bloom. Bloom là một hãng chuyên sản xuất phụ kiện hàng đầu thế giới đến từ Áo. Và các bạn biết nó có điểm gì đặc biệt không? Toàn bộ bếp của mình, các bạn nhìn thấy, các bạn đều thấy là không có tay nắm. Đây là một điểm rất là đặc biệt, nó sẽ tạo ra thiết kế của một căn bếp hiện đại. Và khi mà các bạn vệ sinh cánh cửa ấy, thì rất là tuyệt, thì các bạn sẽ không bị cản lại bởi tay nắm. Và các bạn lau sơ phát là ok. Và trong đây là tủ đồ khô của mình. Và cách mở tủ đồ khô thì cũng rất là đặc biệt. Khi mà không có tay nắm thì các bạn cứ ấn vào là cánh cửa nó bật ra. Và toàn bộ tủ của mình ý, đều được sử dụng hệ servo dry của Bloom. Mình chỉ cần ấn vào phát. Đó, mình ấn vừa nãy hơi nhẹ. Nhưng mà đó, nó sẽ giảm chấn. Các bạn đẩy mạnh vào đến đâu thì khi đi vào nó sẽ tự hít vào. Các bạn chỉ cần táp nhẹ một phát là nó sẽ đi ra. Đó. Còn bây giờ thì nhá hàng tí thôi. Tất cả những cái này thì chúng ta sẽ phải xem ở trong kitchen tour của mình. Bởi vì kitchen tour thì mình sẽ làm kỹ hơn. Và các bạn có thể thấy, nói thêm một cái cho tham về Bloom. Đây, đây là hệ tay nâng nổi tiếng của Bloom. Tất cả đều đến từ Áo nha các bạn. Các bạn xem này. Đó. Khi mà nâng lên như này, không phải sử dụng sức và chúng ta tận dụng tối đa tất cả công năng. Còn ở đây, đấy, thì mình sẽ úp bát. Và nếu mà mình muốn đóng cửa lại thì mình chỉ cần ấn như thế này là xong. Rất là tuyệt vời đúng không? Thật sự là vì nó quá là hiện đại và thông minh như thế này nên mình sẽ dành những cái hay nhất để mình giới thiệu ở trong kitchen tour. Và các bạn có thể thấy là ở trong bếp của mình ấy, thì thiết bị bếp là một trong những cái mảng mà các bạn rất là tò mò xem mình sử dụng của nhãn hiệu nào. Và hiện tại thì toàn bộ thiết bị bếp của mình đều sử dụng từ nhãn hiệu ai cũng mê, Bosch của Đức. Toàn bộ tủ lạnh, bếp, rồi lò vi sóng, rồi lò nướng đều đến từ Bosch. Và mình mua ở thế giới bếp. Bởi vì tại sao mình mua ở thế giới bếp? Các bạn có thể mua được Bosch ở rất là nhiều nơi. Tuy nhiên là mình nghĩ các bạn nên cân nhắc thế giới bếp. Bởi vì thế giới bếp là nhà phân phối ủy quyền chính thức. Và họ có bảo hành cho toàn bộ thiết bị của họ lên tới 3 năm. Mình mua Bosch nhưng mà mình rất yên tâm, mình có 3 năm bảo hành. Đây là cái tủ lạnh dã man của mình. Ui, nó không được gọn gàng cho lắm. Nên là thôi giấu đi. Ở bên này các bạn có thể thấy, ui khát nước quá. Để lấy một ly nước uống đã. Yeah. Đây, lấy ly nước nên tiện khoe này luôn. Đây là một trong những thứ mình cũng rất là thích, cái rửa ly. Và các bạn có thể thấy là toàn bộ nước của mình uống ấy, sau khi đi qua máy lọc tổng lớn thì mình vẫn phải qua một cái máy lọc RO nhỏ của A.O. Smith nữa. Và tại sao mà mình chọn A.O. Smith ở những cái thiết bị này các bạn thấy không? Bởi vì là toàn bộ máy ấy, lọc nước ấy, đều được giấu ở dưới tủ. Các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy máy lọc nước. Và khi mà lên trên ấy, người ta sẽ chỉ có một cái vòi nhỏ như thế này thôi. Rất là tiện. Bởi vì là mình rất là thích, mình thì mình rất là quan trọng cái vấn đề lọc nước. Tuy nhiên là khi mà mình nhìn những cái máy lọc nước mà kiểu thành cây đứng ở ngoài này, mình thấy nó rất là kém thẩm mỹ. Nên là với mình ấy, máy lọc nước thì phải giấu đi. Và nó tinh tế, đơn giản như thế này thôi thì là điều tuyệt vời nhất. Nói nhiều quá, thông cảm cho uống nước. Và khi mà mình làm bếp mở ấy, thì rất nhiều người nói rằng là rất sợ cái vấn đề là hút mùi, rồi mùi đồ ăn nó sẽ bay khắp nhà. Nhưng mà với những cái máy hút mùi công suất lớn như bây giờ mình đang có ở đây này, toàn bộ máy hút mùi mình có hai bếp, bếp ở đây và bếp ở trong tường này. Bếp ở đây thì mình sẽ phục vụ chủ yếu là để quay với các bạn, thì các bạn sẽ thấy là mình nói chuyện với các bạn rồi các thứ nó dễ. Còn ở bếp ở đây thì mình sẽ sử dụng là để nấu những cái món nó nhiều mùi. Và toàn bộ đều có máy hút mùi, và máy hút mùi đều được đục lỗ thông ra phía bên ngoài. Và nó sẽ đảm bảo cho mình có một cái không khí nó trong lành và ít mùi đồ ăn nhất. Đây là một cái bàn ăn nhỏ của mình. Như mình đã nói từ trước, nếu mà bình thường ở nhà mình ít người, từ 4 người trở xuống thì mình sẽ ăn bàn ăn này. Nhưng mà có một cái điểm mà mình chưa sử dụng được cái bàn ăn này, đó chính là mình chưa có ghế. Mình chọn mãi mà mình không ưng cái ghế nào hết. Đáng ra là nó có khoảng 4 cái ghế ở đây để ngồi ở đây.
Và thường là khi mà mình khách mình đến ấy thì sẽ ngồi ở đây và mình nấu ở đây, sẽ cho nếm thử luôn tại chỗ thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà vấn đề là mình chưa có ghế, rất là tức các bạn ạ. Và bên này thì mình trồng rất là nhiều cây. Đây, cái góc này thì mình chưa tính là sẽ làm gì, nhưng mà mình sẽ trồng rất là nhiều cây ở đây để cho nó tạo ra cái không gian xanh mát ở trong bếp. Và cái bàn này, đó, các bạn thấy không? Toàn bộ bàn, mình phải cho các bạn xem thật là kỹ cái gỗ này. Toàn bộ bàn của mình đều được lau dầu. Mình rất thích gỗ lau dầu bởi vì khi mà sờ lên ấy, nó vẫn là gỗ, chứ nó không phải là một cái lớp nhựa nhựa cứng cứng sơn sơn. Nên là mình rất mê cái cách hoàn thiện này. Ôi, tuyệt vời quá. Nói chung là làm nhà xong rồi đến bây giờ đi house tour vẫn thấy tuyệt vời. Và đây các bạn xem này. Đấy, tất cả hiện đại như này mình rất là thích. Bởi vì ở trong bếp ấy mình sẽ không phải dùng tay, mình sử dụng chân, sử dụng đầu gối để mình mở ngăn kéo. Và toàn bộ những cái này đều đến từ Bloom. Và nếu mà các bạn quá nóng lòng chưa tới kitchen tour của mình, các bạn đã muốn xem những cái sản phẩm này, các bạn có thể ghé showroom của Bloom ở số 3 Võ Văn Tần thì các bạn sẽ được trải nghiệm toàn bộ những cái hệ phụ kiện này một cách chính xác nhất và được tư vấn ở đó. Còn bây giờ thì đi theo mình vào đây. À, lùi xa ra máy quay, lùi xa ra. Đây là một trong những cái mà mình cũng rất là mê ở trong nhà mình. Đây là một cái cổng vòm. Nhưng cái cổng vòm này nó sâu. Tại sao mình sử dụng cổng vòm sâu như thế này các bạn biết không? Đó, bởi vì mình ở đây mình có hai cái tủ. Trong tủ này thì mình để toàn bộ đồ máy móc của mình. Ví dụ như là những cái thiết bị quay của mình sẽ để trong tủ này. Và nó sẽ ẩn ở đây. Và đây là hai màu mình sử dụng chính là gỗ. Gỗ mình lau dầu ấy, còn đây là gỗ sơn. Gỗ sơn này thì mình đã từng sử dụng ở nhà cũ rồi. Nó có những cái đặc điểm thì mình các bạn đều biết, đó chính là dễ xước, rất là độc khi mà thi công. Nên là cái gỗ sơn này mình sử dụng hạn chế rất là nhiều. Bên đây này thì mình có cái tủ mỏng hơn thì mình sử dụng để những cái thiết bị nhỏ hơn. Đó. Còn bây giờ chào mừng các bạn đến với khu rất là đặc biệt. Các bạn vào đây. Ở trong này thì nó giống như một căn hộ mini vậy. Tại sao mình lại nói nó giống như căn hộ mini? Bởi vì đây là laundry của mình. Laundry là gì? Là laundry là kết hợp giữa laundry và pantry. Có nghĩa rằng là vừa là kho bếp, vừa là phòng giặt. Và ở đây thì mình để rất là nhiều đồ. Nói chung là những cái gì mà mình không muốn khách nhìn đấy thì mình sẽ để ở đây. Muốn cho đẹp nhà thì mình sẽ phải có chỗ để cất đồ. Đấy là nguyên tắc cơ bản rồi. Các bạn muốn nhà đẹp ấy thì các bạn phải có chỗ cất đồ. Ở đây thì mình để một cái tủ giặt LG Styler để giặt những cái đồ khô, giặt khô những cái đồ mà quần áo xịn ở đây. Ôi bên này, chỗ này là chỗ bừa bộn xấu hổ quá này. Tại vì mình đang để ở đây rất là nhiều thùng gạo ST25. Như các bạn đã biết, nếu mà các bạn theo dõi mình thì mình đang bán gạo ST25. Nên là nếu mà các bạn thật sự quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào page của mình. Hiện tại thì mình đang bán gạo ST25 chính hãng, chính thức đến tất cả mọi người. Còn bây giờ thì các bạn vào đây các bạn có thể thấy máy giặt và máy sấy này mình cũng sử dụng của Bosch luôn. Nói chung là về nhà chung cư ấy, thì mình cố gắng sử dụng máy sấy bởi vì mình hạn chế cái việc là mình phơi đồ. Để phơi đồ ấy thì mình không thích, bởi vì là view nhà mình thì còn nhìn vào phía bên trong hàng xóm nữa. Nên mình không muốn là lúc nào hàng xóm cũng nhìn thấy đồ lót của mình. Đa phần là mình sẽ sấy, và những cái món nào lớn quá thì mình vẫn có chỗ phơi. Nói chung là mình chạy được khoảng 1 tháng rồi, cực kỳ ok la luôn. Và nhất là máy sấy Bosch này, sấy xong ấy mình cảm giác là đồ nó còn mềm hơn khi các bạn phơi nữa. Và ở trên này thì những cái máy của mình ở đây thì ví dụ như Thermomix mình đang có hai cái, nồi cơm điện, bình đun nước mình sẽ để hết ở đây. Bởi vì là mình không muốn là bếp của chính của mình ấy sẽ có những cái đồ countertop ở trên bàn, nó sẽ khá là bừa bộn. Còn ở đây là nơi mà mình sẽ để hơi bừa bộn một tí, dĩ nhiên là mình sẽ phải xử lý sớm. Và các bạn có thể thấy là ở đây thuốc này, rồi quay ghép các kiểu mình sẽ để ở đây. Nói chung là trong này thì nó sẽ hơi bừa, mình sẽ phải hy sinh một chỗ nhìn nó hơi bừa một tí để giữ được cái căn bếp ở bên ngoài nó thật sự là sạch sẽ. Còn ở trong laundry của mình, phòng giặt mà, thì mình cũng sẽ có một cái bồn để giặt. Đó. Ở đây thì gì mình không biết là nó có sử dụng được không, bởi vì thông thường là chị Mai sẽ sử dụng cái này, nhưng mình cố gắng là tạo ra làm sao cho hợp lý nhất. Ở đây thì mình có một cái xe đẩy. Đó. Để mình kéo nước giặt các thứ ra. Đó. Ok. Và sang bên này thì mình có thùng gạo này. Mình có máy lọc nước khác của Aerosmith. Nói chung là trong sau khi máy lọc nước tổng đấy thì mình có 3 cái máy lọc nước nhỏ của Aerosmith cơ. Đây là máy lọc nước này dùng để đun nước nóng. Có nghĩa là khi nào mình cần nước nóng ấy, thì nước nó luôn luôn ở 88 độ hay 95 độ để mình sẵn sàng mình nấu mì, mình pha trà. Còn ở đây là toilet của chị Mai. Thì các bạn có thể thấy
chị Mai là chị giúp việc của mình. Và đây thì toilet này thì mình sẽ cố gắng tận dụng cái toilet này để giặt khăn lau nhà. Bởi vì mình rất là ngại ở một vấn đề là khi mà ở nhà cũ của mình ấy, khách của mình đến ấy, đi vào toilet chung của cả nhà thì bao giờ cũng thấy khăn lau nhà, rồi khăn chổi lau nhà, rồi chổi quét nhà. Tất cả những cái đấy thì nó khiến cho cái nhà nó bị mất thẩm mỹ đi. Nên là ở đây thì mình cố gắng thiết kế một nơi mà mình có thể làm được tất cả những việc đấy mà nó sẽ không ảnh hưởng đến không gian chung. Còn ở trong này thì đây là phòng của chị Mai. Các bạn có thể thấy ở đây thì phòng cũng xinh xinh. Mình cũng làm phòng có cửa sổ, chứ không bao giờ mình làm cái phòng ngủ nào không có cửa sổ hết. Đó, thì nó cơ bản thôi. Và mình sử dụng những cái hệ tủ mà các bạn có thể thấy rằng là mình sẽ tận dụng không gian tốt nhất có thể để có thể cất đồ theo phong cách của Nhật. Đó, bởi vì là phòng cũng nhỏ nên là đấy. Ở trong này thì đúng là một căn hộ mini, vừa có phòng ngủ, vừa có toilet, vừa có phòng giặt. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với không gian chính. Ok, và bây giờ các bạn có thể thấy là nắng đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Mình rất muốn các bạn xem lại cái cây, mình khoe một cái cây 100 lần nữa. Nhưng mà ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên gác nhá. Có vẻ như là điệu nhảy tango của mình với cameraman nó không được nhuần nhuyễn cho lắm các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ đi lên trên gác, đây là cầu thang của mình. Cầu thang này được sửa từ một cái cầu thang vuông sang một cái cầu thang cong. Và nói chung là mình rất là tự hào với ekip thi công của mình khi mà làm được chuyện này. Bởi vì khi mà mình đập hết thang ấy thì nó sẽ rất là rắc rối. Nếu mà mình thay đổi cấu trúc của thang, nó bắt vào tường hay gì đấy. Nhưng mà các anh thi công nhà mình vẫn giữ được cái cấu trúc bắt vào tường mà chỉ sửa lại hình dáng của thang thôi. Nên là trời ơi, các anh giỏi quá. Mình chỉ biết nói như vậy. Và đây, tay thang của mình. Các bạn có thể thấy tay thang của mình rất là điệu. Nó lên đến đây, xong rồi nó uốn cong ở trên trần này. Bởi vì với một mục đích là cái tòa nhà, cái căn hộ này của mình nó hơi bị hâm một tí. Khi mà nó có những cái ống nước xả ở trên trần ấy, nó đâm vào trong nhà nên là cái này sử dụng để che luôn. Và khi mà bước lên trên tầng trên này ấy, thì việc đầu tiên các bạn có thể thấy đây là cái phòng làm việc của mình. Nói chung là mình rất là chờ các bạn. Khi nào các bạn đến buổi tối ấy, thì các bạn sẽ thấy được cái việc là cái phòng làm việc này, tất cả những cái đèn này nó đẹp như thế nào. Và với cái phòng ở dưới ấy, thì mình sử dụng là toàn bộ là veneer hay là gỗ sồi. Nhưng mà lên đến đây thì mình thay đổi phong cách một tí. Mình sử dụng là gỗ walnut, là gỗ óc chó. Bởi vì là gỗ óc chó ấy, màu nó sẽ tối hơn, nó đậm hơn. Và nó mang cho mình một cái cảm giác nghiêm túc hơn khi mà làm việc. Khi mà nhìn vào đây thì các bạn nhìn thấy ok, cũng không chủ tịch lắm, nhưng mà thấy cái không gian làm việc nó cũng nghiêm túc hơn, đúng không? Ở đây thì mình để rất là nhiều sách của mình. Sách và có một bức tranh mình mới mua của một anh họa sĩ ở bên, anh ấy là người Nhật nhưng mà anh ấy ở nước Áo, nên là cái tranh này thì mình chưa mua được khung nên tạm thời mình để ở đây. Và ở đây thì khu làm việc của mình, các bạn có thể thấy đấy, máy tính để mình dựng này. Mặc dù là có một điểm mình phải thú nhận các bạn là mình quản lý dây dợ chưa được tốt lắm, và mình đang kiếm cách để quản lý dây dợ làm sao cho nó hợp lý nhất. Hiện tại thì mình chưa có cách, thú nhận tội lỗi. Ở đây thì chỗ nào mình cũng sẽ cố gắng để một chút cây. Bởi vì là nhà mà, thì con người sống ở trong đấy, nên là cái quan trọng nhất là lúc nào phải cảm giác là thiên nhiên gần gũi mình, và mình cảm giác thật là thoải mái. Nên là đây là những cái cây ở trong nhà của mình, và mình nghĩ rằng là trong tương lai nó sẽ còn nhiều nữa cơ. Nhưng mà hiện tại thì ok. Còn đây là toilet chung ở trên tầng trên. Nếu mà mình làm việc thì mình cũng sử dụng toilet này. Thì đây, toilet này thì rất là cơ bản. Nó không phải là toilet, sorry, nó là phòng tắm luôn. Ở trong này thì có phòng tắm. Có một điểm mà mình cứ băn khoăn mãi, mặc dù mình là một cái người mà mình luôn luôn nghĩ là mình sẽ làm được mọi thứ tính kỹ nhất có thể, nhưng có một điểm mình quên các bạn ạ. Đó chính là trong toilet này mình không có cái xả xô. Có nghĩa rằng là đáng ra nó phải có một cái xả cắm vào tường, xong rồi xả xuống cái xô để giặt khăn lau nhà này này. Chứ nếu không ấy là mình cứ phải cầm đấy, xong rồi mình phải hứng như này, mình rất là ghét. Nhưng mà lúc mà mình làm ấy, mình thi công ấy, mình quên luôn. Thế bây giờ mình thiếu cái xà xô ở đây. Nói chung là làm nhà dù các bạn tính kỹ đâu, các bạn cũng sẽ quên. Đây là vòi rửa mặt, rất là điệu đời của mình. Đấy. Gương cong. Và cái toilet này còn được sử dụng chung cho cả cái phòng này nữa. Đây là một phòng mà hiện tại thì mình đang để trống. Mình sử dụng là gọi là multi-function room, có nghĩa là cái phòng đa chức năng. Cái phòng này thì mình sẽ sử dụng, nếu mà có khách đến thì khách sẽ ngủ ở đây. Còn sau này thì mình sẽ cố gắng làm thêm một cái phòng dựng nữa ở đây.
đây là bàn và cái giá cũ của anh chị nhà chị Giang hiện tại đang gửi ở đây. Mình thì mình chưa mua nội thất cho phòng này, bởi vì nói chung là cũng phải từ từ, không tốn tiền lắm. Mình sẽ làm thêm một cái phòng dựng ở đây, thì đây sẵn màn hình máy tính. Còn hiện tại thì mình đang sử dụng chính cho nó, đó chính là việc tập thể dục ở nhà. Đây là chỗ mà gọi là home gym của mình. Bởi vì là hiện tại thì phòng gym đang đóng cửa nên là mình phải ở nhà khá là nhiều. Nên là mình tận dụng phòng này để tập thể dục luôn. Và nếu mà khách đến ấy, thì mình có một cái sofa như này. Cái sofa này thì người ta gọi không gọi là sofa mà người ta gọi là day bed, có nghĩa là giường ban ngày. Thì cái này thì mình chỉ để một cái nhỏ như này thôi, bởi vì thường khách nhà mình đến ấy thì cũng chỉ có một người, cùng lắm là hai người. Hai người thì mình sẽ có thể kê thêm đệm để ngủ, chứ mình không muốn ở trong một cái phòng phụ này mà nó có một cái giường to chỉnh ình, và lúc nào cũng vì cái giường đấy mà mình không làm được những cái tính năng khác, nó rất là lãng phí. Như mình đã nói ở dưới với các bạn thì là mình sẽ demo cho các bạn là cùng một loại sofa nhưng mà chất liệu nhồi khác nhau, nó sẽ khác nhau như thế nào. Ở cái này ấy, thì mình đang sử dụng một cái chất liệu nhồi nó hợp lý với giá tiền hơn, thì đang sử dụng mút, nên các bạn thấy là những cái cục này ấy, nó rất là đứng form luôn. Nhưng mà khi nằm ấy thì nó không thể so với cả cái cục ở dưới được, cái cục ở dưới nó lún và nó ôm vào người mình ấy, nên là nó khác nhau là có lý do. Và đây là cái day bed này, thì khách nhà mình đến đây ngủ thì mình nghĩ là một người ngủ cũng ok. Ok, và bây giờ thì căn phòng này đơn giản thế này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phòng khác. Các bạn có thể thấy ở phòng làm việc ấy, nó đi nó một cái hành lang như này. Và khi mà đi đến cuối hành lang này thì nó sẽ cụt và nó sẽ cong tròn như này. Ở chỗ này ấy, thì mình đang dự tính là mình sẽ đặt một cái sculpture, có nghĩa là một cái tác phẩm nghệ thuật theo dạng điêu khắc hoặc là tượng gì đó. Và mình sẽ có một cái đèn chiếu vào đây, nhưng mà mình chưa chọn được, bởi vì là chọn cái này nó rất là khó, chưa biết là để cái gì ở đây, nói chung là chưa nghĩ ra. Ở bên này thì lại có một cái cửa ẩn bí mật như này nữa, các bạn biết là phòng gì không? Bởi vì cái này thì mình cố gắng làm cửa cho nó thật là bí mật, bởi vì đây là phòng kho các bạn ơi. Đây là kho, đây là toàn bộ những vật liệu xây dựng mà mình chưa giải quyết được. Tạm thời là như thế. Nếu mà trong tương lai mình giải quyết được hết vật liệu xây dựng ấy, thì đây sẽ là những chỗ mà mình để vali, những chỗ mà mình để những cái đồ ít dùng, những chỗ mà mình để những cái đồ stock. Có nghĩa rằng là mình rất là thích stock đồ, giữ trữ đồ ấy. Ví dụ như mình mua cả một thùng nước mắm, mình sẽ để nước mắm để ở dưới chứ nhỉ. Ví dụ như mình mua một thùng bột giặt hay gì đấy, mình sẽ để ở đấy để mua được dưới giá hời. Và mình mua một lúc mình mua xỉ ấy, thì được giá hời. Còn đây, chào mừng các bạn đến với phòng ngủ của mình. Nhưng mà trước khi vào phòng ngủ ấy thì không ai để cửa đi thẳng vào giường đúng không? Tự nhiên rồi, mình đâu có ngốc đâu. Đây là phòng đọc sách của mình trước khi vào phòng ngủ. Đây là cái ghế của mình. Mình biết các bạn đang nghĩ gì, nó hường quá đúng không? Nó màu hồng quá đúng không? Nhưng mà có một cái lỗi khi mà mình đi thi công ấy, đó chính là mình ban đầu mình chọn vải ở trên một mẫu nó rất là nhỏ, nhỏ trong lòng bàn tay ấy thôi. Thì cái màu hồng này nó không hồng đến như này mà nó còn hơi cam. Nhưng mà khi mà mình nhận nguyên một cái ghế thì cuối cùng nó thành một màu hồng rất là hồng. Nhưng mà thôi không sao, nói chung là một chút tô điểm cho căn nhà thì nó cũng xinh xắn. Nhưng mà bây giờ mình muốn khoe các bạn cái này. Ở trong phòng đọc sách khi mà bước vào ấy thì các bạn có thể thấy là đây là một cái ô kính hình ellipse để chúng ta nhìn xuống phía dưới. Không biết các bạn nhìn được không? Nhìn xuống phía dưới là phòng ăn và có cái cây, có cái tán cây của mình ở dưới. Đó, đây là một cái view rất là đẹp vào buổi tối, nhất là khi mà mình có nhiều khách ở dưới và mình nhìn xuống dưới ở đây từ cái ô cửa này thì mình thấy rất là ok. Và để làm được cái khung này ấy, trời ơi, các ông thợ nhà mình cũng phải mất gần một tháng để làm được một cái khung cong như thế này và để nhét cái miếng kính vào đây. Ở bên cạnh này thì có cây. Ở đây thì hiện tại mình đang để một số đồ trang trí. Và dĩ nhiên là chỗ này thì sẽ để đọc sách, thì mình sẽ lấy sách từ phòng làm việc ra đây đọc. Và chỗ này khá là chill của mình, một chỗ khá là riêng tư. Còn bây giờ chào mừng các bạn đến với phòng ngủ. Lưu ý nhé, cửa không thẳng vào giường đâu nhé. Nên là hy vọng là các bạn không bắt bẻ mình chuyện này. Đây là phòng ngủ của mình. Nói chung ý là ban đầu mình tưởng cái ghế màu hồng cái kìa nó gần giống cái màu cam đầu giường này này, ai dè là về nó không giống lắm. Tức ghê. Bên này cũng có một cái ghế màu cam. Ở đây là ghế này là ghế của Matcha. Đây là hình nhân thế mạng của Matcha. Còn bên này ấy, thì đáng ra ở đây mình sẽ để tivi. Và tivi của mình thì sẽ có một cái chân giống như khung tranh. Tuy nhiên là mình mới về, mình mua mãi chưa được cái chân đấy, nên tạm thời nó bừa bộn như này. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ để một cái tivi cong và có khung chân khung tranh ở đây. Đại khái là thế. Giường ngủ này chỗ này cũng là xài tạm nha các bạn. Mấy cái đèn đầu giường này này,
Đấy, đáng ra là cái chỗ này thì mình sẽ để cạnh sofa hoặc cạnh bàn để nước thôi. Còn cái bàn đầu giường nó phải là một cái nghiêm túc hơn. Nói chung là chưa xong. Đó, và bây giờ các bạn nhìn tổng thể phòng ngủ của mình xem. Cũng ok đấy chứ, buổi sáng nó sẽ lấp lánh như này này. Nói chung là mình rất thích nhà mình vào buổi sáng. Nói chung là rất là dễ chịu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến nơi mà mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ rất là thích. Đây là tủ đồ quần áo của mình. Hiện tại thì mình cũng chưa dọn xong quần áo đâu. Ở đây thì có một cái đôn. Cái đôn này thì sẽ giúp mình ngồi ở đây. Còn ở đây là một cái khoang. Này thì mình sẽ treo quần áo dở. Nói chung là đang hơi bừa bộn một tí. Mình sẽ treo quần áo dở ở đây. Và toàn bộ tủ của mình ấy thì cũng không có tay nắm. Mở thì cũng sẽ ấn ra như vậy. Đó. Nên là mình rất là ưng. Ở trong này thì quần áo của mình thì mình... Đây các bạn có thể thấy. Mình sắp xếp nó cũng cố gắng là gọn gàng nhất có thể. Nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cái một cái quy trình sắp xếp cho nó hợp lý lắm. Nên là sẽ từ từ. Và các bạn có thể thấy rằng là từ đầu giường của mình ấy thì sẽ có hai lối đi. Đây là lối đi chính hơn. Còn bên kia của giường ấy thì nó sẽ có một cái lối đi nhỏ hơn. Nói chung là bởi vì là ai cũng sẽ thiết kế phòng ngủ ấy là cho hai người. Cái chuyện này là luôn luôn rồi. Và mình cố gắng làm sao mà từ giường ấy hai người đều có lối đi vào trong toilet một cách hợp lý nhất. Và các bạn có thể thấy ở bên này thì cũng có thể đi vào tủ quần áo. Và cái việc mà ở bên này mình sẽ nhái lại toàn bộ cái công tắc ở bên kia để hai bên sử dụng với tính năng là như nhau. Toàn bộ công tắc ở trong nhà mình ấy đều sử dụng của Sim Home. Đây là một công ty cung cấp giải pháp về nhà thông minh ở Việt Nam và mình thấy cực kỳ tuyệt vời. Họ có customize theo ý muốn của chủ nhân nhà và rất là tuyệt. Và các bạn thể thấy là mình có thể điều khiển toàn bộ nhà này qua giọng nói. Dĩ nhiên là các bạn phải biết tiếng Anh. Nhưng mà nó điều khiển qua giọng nói thì rất là tuyệt luôn ấy. Và mình rất là tiện. Và mình có thể tạo ra những cái ngữ cảnh, ví dụ như ngữ cảnh là good morning. Khi mà good morning một phát ấy thì toàn bộ nhà sẽ mở rèm ra rồi sẽ bật nhạc rồi tất tần tật những cái đấy. Cái đấy là mình cực kỳ thích. Hoặc là khi mà mình good night, có nghĩa là chúc ngủ ngon, thì nhà mình sẽ tắt hết đèn và đóng hết rèm lại. Nói chung là tiện. Với người mê công nghệ như mình thì cực kỳ tiện. Chào mừng các bạn đến với phòng tắm master của mình. Đây là phòng tắm master. Nói chung là phòng tắm này mình biết là nó rất là rộng. Mình đến bây giờ khi mà mình ở trong cái nhà này thì mình vẫn thấy là phòng tắm của mình rất là rộng. Nhưng mà với mình ấy thì quan điểm của mình rất là rõ ràng. Phòng tắm là một nơi mà mình relax. Giống như là khi các bạn đi spa, đi xông hơi, đi massage. Thì nơi đấy khiến cho các bạn rất là dễ chịu đúng không? Vì cớ gì mà tại sao trong nhà mình lại khiến tạo ra một cái phòng tắm nó nhỏ, nó chật. Để làm gì? Để vì nó là công trình phụ, quan điểm của mình rất là khác. Phòng tắm phải là một nơi rất là đẹp, rất là thư giãn. Ở đây mình có cả ghế, armchair để mình ngồi nữa. Bởi vì là những lúc mình không tắm ấy, thì mình ngồi trong phòng tắm. Nó cũng rất là sướng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn làm một cái phòng tắm rộng ấy và có cửa sổ ấy, thì phòng tắm lúc nào cũng sẽ khô ráo và thoáng mát. Các bạn có thể thấy là sáng nay mình vừa tắm trước khi mình quay, nhưng mà bây giờ phòng tắm đã khô ron rồi. Thì các bạn chỉ cần mở một cái cửa ra, gió nó sẽ lùa ra và lôi toàn bộ hơi ẩm đi. Và trong phòng tắm thì mình cũng làm hệ thống thông khí nữa, nên là lúc nào nó cũng khô ráo sạch sẽ như này, mình rất là thích. Ok, chúng ta sẽ giới thiệu một vài điểm về phòng tắm. Phòng tắm của mình thì phòng tắm master mà, sẽ phải điệu và cầu kỳ một chút. Sẽ có his and her sink, có nghĩa là sinh đôi, để nếu mà có hai người thì rõ ràng là hai người hai bên thì sẽ không bao giờ phải tranh nhau một cái chậu rửa mặt nữa. Và bây giờ các bạn có thể thấy bên trong này là toàn bộ mình để mỹ phẩm cũng như là thuốc của mình. Nhiều bạn thì sẽ nói rằng là ôi để mỹ phẩm và thuốc ở trong phòng tắm thì nó ẩm đúng không, nhưng mà không có chuyện ẩm đâu. Các bạn nhìn này, sáng nay mình vừa tắm xong mà toàn bộ sàn nó đã khô rồi, cách đây có khoảng 45 phút thôi, nên là không khí trong này lưu thông rất là tốt. Tất cả phụ thuộc vào thiết kế của mọi người hết. Còn đây là toàn bộ nước hoa của mình. Nói chung là sắp xếp còn hơi bị bừa bộn đấy các bạn. Đó. Và ở đây thì mình cũng có máy lọc nước của A.O. Smith. Đó, mình rất thích máy lọc nước ở trong nhà, bởi vì chỗ nào mình cũng uống nước được. Nhưng mà với điều kiện là nó phải đẹp, có nghĩa là nó phải tròi lên như thế này. Chứ nếu mà có một cái cây lọc nước đứng ở ngoài này ấy, ui, mình tức mắt lắm, mình không chịu được đâu. Ở dưới này thì mình sẽ để những cái đồ lớn hơn như là máy sấy, khăn tắm. Ở trong này thì đây là phòng tắm đứng của mình. Ôi, mình rất muốn demo cho các bạn nhưng mình sẽ ướt người. Nói chung phòng tắm đứng của mình ấy thì sẽ có những điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất là nó có vòi massage. Cho các bạn xem vòi massage này. Đó. Vòi massage này thì sẽ giúp cho các bạn gọi là
đánh trôi xà phòng từ các bên, rất là thích. Ui, ui, tự dưng mặc đồ này, chết rồi. Và đây là cái sen mưa, mình cũng muốn cho các bạn xem nhưng mà bây giờ mình sợ ướt người quá. Thôi liều nhá. Đấy, sen mưa của mình nó sẽ rơi từ trên trần xuống. Và mình cố gắng chọn một cái sen mưa lớn nhất có thể. Đến lúc nào mình đứng ấy, thì nó cũng bao trọn lấy cơ thể mình. Bây giờ tắt kiểu gì bây giờ. Đó. Ok, may quá. Tắt được rồi. Và ở đây thì mình toàn trong nhà mình sử dụng cái phong cách là kính sọc. Kính sọc thì sẽ giúp các bạn vừa chặn bớt tầm nhìn này, mà nó rất là đẹp và điệu. Và mình sử dụng một cái cửa chung giữa khu tắm đứng và toilet. Bởi vì khi mà mình đi Nhật ấy, mình rất thích toilet riêng. Toilet riêng rất là sạch. Đó, toilet của mình lúc nào khô ráo. Và sử dụng đồ thông minh luôn. Và ngồi trong này cũng khá là chill. Vì nhìn ra nó có view. Ở đây thì mình đang có một cái máy sấy khăn. Cái máy sấy này nó sẽ luôn luôn rơi vào khoảng 30 độ. Nên là khi mà khăn cho lên đây ấy, sấy nó sẽ khô giòn, rất là thơm tho. Và khăn của mình được giặt bằng nước lọc ấy, lúc nào nó cũng mềm. Nói chung là cuộc đời không còn gì hạnh phúc hơn nếu mà có khăn tắm mềm và ấm. Ở đây thì là bồn tắm. Mình nghĩ là mình khoe cái bồn tắm này ở trên mạng rất là nhiều rồi. Ở đây là bồn tắm, các bạn thấy buổi sáng nó ánh sáng nó chiếu vào cái bồn tắm này phê không? Bồn tắm của mình hình quả trứng. Ở bên cạnh thì mình đặt một cái cây. Để khi nào mình rất là thích ngâm bồn thì mình khi mình ngâm bồn ấy thì mình sẽ ngắm được cây cối. Và nó gần cái cây thì mình thấy ok, vui. Nói chung phòng tắm của mình cơ bản là chỉ có thế thôi. Nó được cái rộng nhưng mà nó cũng không có gì quá là cầu kỳ. Vì mình muốn là trong phòng tắm ấy nó có nhiều giao thông, nó thuận lợi, nó đi lại. Nó đi lại như này, rất là thích. Chứ không bị chật trội kiểu đi cái nọ đụng vào cái kia, đi cái nọ đụng vào cái kia. Nói chung mình còn rất là nhiều đồ đang hơi bừa bộn một tí. Rồi mình sẽ cần thời gian để mình chỉnh sửa. Nói chung là house tour đến đây thì chúng ta đi khá là kỹ rồi đúng không? Khá là kỹ rồi. Nên là mình hy vọng rằng các bạn thích cái house tour này. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại xuống phía dưới. Vậy là vừa rồi mọi người đã đi một vòng house tour của mình. Mình biết là house tour của mình hơi dài. Nhưng mà thật sự là mình còn rất là nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn ở trong quá trình mình làm nhà cũng như là kinh nghiệm mình chọn đồ. Nên là hy vọng rằng là sau video này thì mình sẽ ra những video khác như là kitchen tour, hệ thống lọc nước trong nhà, hệ thống ánh sáng trong nhà, cách chọn gỗ trong nhà. Mình hy vọng rằng mọi người thích những chủ đề đó. Và nếu mà mọi người thích tập nào hơn ý, thì mọi người hãy comment ở bên dưới để mình ưu tiên lên tập đó trước. Và hy vọng rằng mọi người thích video này. Nói chung là mình đã nợ video này từ rất lâu. Và đến bây giờ thì mình làm xong ấy, thì cảm giác của mình rất là vui. Cuối cùng thì mình cũng đã có một cái căn nhà đầu tiên mà mình sở hữu, căn nhà đầu tiên mà mình làm và mình tham gia đến từng chi tiết một. Và hiện tại thì mình rất là hạnh phúc. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt thời gian vừa rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe mình than thở về những lần mình làm hỏng, về những lần mà mình làm không ưng ý. Rất là cảm ơn mọi người. Và nếu mà mọi người thích video này và mọi người muốn trở lại với những tập tiếp theo thì hãy nhớ subscribe kênh của mình. Và nhớ share video này để nhiều người xem hơn. Và đó là động lực để mình làm tiếp những video tiếp theo. Và nên nhớ rằng là có một cái điểm mình muốn nhắc, đó chính là chúng ta sẽ còn một cái house tour version buổi tối. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.